vọng rằng là chúng ta sẽ có được một vòng đấu thực sự là vui vẻ và thực sự là đánh thật tốt để có thể giành được những giải thưởng lớn như DMP và cũng là những giải thưởng Vô Địch Văn nữa. Lời cuối cùng thì xin chúc cho tất cả các cầu thủ của chúng ta sẽ có một buổi thi đấu thực sự vui vẻ và ý nghĩa. Right now, right now, right now, right now, right now.